Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa giữa hai khu vực. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây và âm u với độ ẩm không khí cao và mưa nhỏ cùng sương mù xuất hiện nhiều hơn, tập trung về đêm và sáng. Còn ở các tỉnh Tây Bắc, trời giảm mây và hửng nắng nhiều trở lại. Dự báo trong đêm nay và sáng mai thì đới gió đông đến đông nam sẽ đưa nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền nên tình trạng độ ẩm cao kết hợp với mưa nhỏ và sương mù vẫn còn duy trì ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông trong thời gian này. Sang đến trưa chiều mai thì mây có xu hướng giảm dần, đôi lúc trời hửng lên và nhiệt độ tăng thêm khoảng từ 1 đến 2 độ nữa. Mức nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và ven biển là khoảng từ 23 đến 25 độ. Riêng khu vực vùng núi cao như là ở tại khu vực Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang có nơi còn vượt tới trên 25 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc, tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La, trưa chiều mai thì trời có nắng và nhiệt độ cao hơn hẳn các nơi khác thuộc Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng trên dưới 30 độ, có nơi đạt tới mức là 33 đến 34 độ, xấp xỉ ngưỡng nắng nóng. Đới gió Đông Bắc đã suy yếu và không còn gây mưa cho các tỉnh thành miền Trung. Tuy nhiên là với các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thời tiết có phần giống với các tỉnh thành ở Đồng bằng Bắc Bộ. Khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng bởi quá trình biến tính của khối khí lạnh lục địa phía Bắc, nên trời vẫn nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và còn có khả năng xảy ra mưa nhỏ rải rác. Do vậy, nhiệt độ tại nơi đây vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, xấp xỉ trong khoảng là từ 25 cho đến 27 độ. Các tỉnh ở tại khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có kiểu thời tiết là có mưa vài nơi, ngày nắng và nền nhiệt độ tăng dần, phổ biến là trên 30 độ. Cá biệt có một số nơi nhiệt độ còn lên tới 34 đến 35 độ, trời khá oi nóng vào trưa chiều. Phần phía Nam các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định và chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa. Những ngày vừa qua và trong thời gian tới, nền nhiệt độ ở tại các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ luôn duy trì ở ngưỡng là 34 đến 36 độ. Và đây là mức nhiệt trong lều khí tượng nên với điều kiện ngoài trời, chúng ta còn phải cộng thêm 1 đến 3 độ. Còn ở tại các tỉnh Tây Nguyên cũng như là ở tại khu vực miền Tây thì ngưỡng nhiệt độ sẽ phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ. Cùng với độ ẩm ban trưa xuống khá thấp cũng sẽ tiếp tục gây ra những khó khăn cho cuộc sống của người dân nơi đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, gió trên hầu khắp khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa hoạt động với cường độ trung bình đến yếu. Thời tiết phổ biến ít mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt hải sản của bà con. Như vậy là các tỉnh miền Bắc tiếp tục có xu hướng tăng nhiệt, song ở phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Trung Bộ thì nhiệt độ cũng nhích nhẹ, một vài nơi xấp xỉ ngưỡng nắng nóng. Còn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với khô hạn và nắng nóng. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 16 tháng 3 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ấm áp và hạnh phúc.